跟你说，我最近抽到那个 7-Eleven 的商品卡，200元的哦，噔噔。然后你猜我买了什么？不知道耶，是零食吗？还是饮料？都不是，我在外面，因为那天不知道要吃什么，加上附近餐厅都有点远，然后我又不想要排队，所以呢，我就去超商买了微波食品。那也是我第一次使用自助微波。原来如此。那你买了什么来吃？哦，我买了那个宋当乐的打抛猪肉饭，还有酥炸海鲜丸。啊，真的吗？好酷哦！可是我很少在超商买便当来吃，你觉得好吃吗？还有微波会很久吗？我觉得不错啊，它是米其林一星指导品牌耶，而且那个你不用拆封，直接按久就好了，只要等1分钟而已。啊，感觉很厉害哦。那我下次买来吃吃看。可是为什么是酒呢？因为包装上写酒，所以我就按酒。没有，然后微波炉上面有0到9的数字，可是它零是在酒的后面，觉得很特别。了解。那还有什么好吃的吗？我下次如果想不到要吃什么的时候可以买来吃。因为我其他的我也还没有试过，可是我那天在内用的时候发现很多人都选了便当，看来大家都很喜欢吃饭哦。然后我记得好像有什么秘制烧肉饭、星星韩式什么餐盒，还有海鲜 XO 炒饭这样子，它那个太多了，忘记了。这些便当的名字听起来很新潮，谢谢你的分享。Chào mừng quý vị đến với Thời báo Tân Nghi Dân Toàn Cầu. Đây là lớp học của Trung Giai. Hôm nay Giai sẽ giảng dạy một số từ vựng và câu liên quan đến chuyên đề hôm nay. Và từ vựng đầu tiên là Chào sang, cửa hàng tiện lợi. Chào sang, cửa hàng tiện lợi. Chào sang, cửa hàng tiện lợi. Và từ vựng thứ hai là phải tuổi, xếp hàng. Phải tuổi, xếp hàng. Phải tuổi, xếp hàng. Và từ vựng thứ ba là tự chủ, tự túc. Tự chủ, tự túc. Tự chủ, tự túc. Và từ vựng thứ tư là quỷ bố lù, lò vi sống. Quỷ bố lù, lò vi sống. Quỷ bố lù, lò vi sống. Và tiếp theo để ra giảng dạy câu mới của hôm nay. Câu đầu tiên là Chào sang được sáng phim trọng lệ tố duyên dù hảo chí. Sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi rất đa dạng và ngon. Chào sang được sáng phim trọng lệ tố duyên dù hảo chí. Sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi rất đa dạng và ngon. Chào sang được sáng phim trọng lệ tố duyên dù hảo chí. Sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi rất đa dạng và ngon. Câu thứ hai là Chào sang được ít xếp sư phim có thể trực tiếp quay bố. Một số sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi có thể trực tiếp hâm nóng bằng lò vi sóng. Chào sang được ít xếp sư phim có thể trực tiếp quay bố. Một số sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi có thể trực tiếp hâm nóng bằng lò vi sóng. Chào sang được ít xếp sư phim có thể trực tiếp quay bố. Một số sản phẩm trong cửa hàng tiện lợi có thể trực tiếp hâm nóng bằng lò vi sóng. Lớp học của Trung Giai hôm nay đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem.